ban nhân dân xã xin trân trọng kính mời 50 người đại diện cho nhân dân xã Đồng Tâm về tại trụ sở ủy ban nhân dân xã để dự hội nghị. Vì lý do hội trường rất hẹp nên không đủ chỗ cho nhiều người, vậy đảng ủy ủy ban nhân dân xã đề nghị tất cả nhân dân xã Đồng Tâm, những ai không có nhiệm vụ không nên vào trong. Xin chào.